thương mại kích cầu tiêu dùng 2019, tương bừng khuyến mại từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2019. Hội chợ này đang ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chưa xem thì ta lại xem cho biết, mà ai mà biết rồi thì ta tiếp tục, ta xem luôn, tiếp tục xem luôn. Một cái quần sọt riêng thời trang trẻ em mà chỉ có 35.000 đồng. Tham gia các trò chơi trong hội chợ. Nhiều rổ rồi em. Chụp hả? Đúng hả? Chơi mấy chục. Mình quay gì vậy? Dạ. Mình quay gì vậy? Quay trải nghiệm đó. Không được, quay trải nghiệm phải vô, phải hỏi chứ gì đâu, tự nhiên vô quay rồi vậy. Để giờ hỏi nè. Không được. Số đi à, lắc lấy luôn rồi người à. Dạ. Làm gì đâu, tôi có làm gì đâu hả? Quay vô. Có làm gì đâu mà ghê vậy? Mình bên gì? Mình quay vô trải nghiệm. Ở trên mạng thôi, coi là trên bên gì đâu, không có bên gì hết. Trên mạng. Đâu phải nhà báo đâu. Chụp cho thấy trúng bếp ga. Trên là bao nhiêu được trúng được cái bếp ga? 20. 20 phải vậy là lời rồi. Dạ. Em nhiêu trái em? 25 trái anh. Anh vừa chơi vừa quay được không? 20 phải không? 20 phải không? Rồi sao? Chớ ba trái đó mà trúng phải không? Dạ, ba cái đó phải không? Ba cái mà trúng. Rồi cảm ơn. Đây đường đỏ chơi tiếp không? Tham quan các trò chơi trong hội chợ. Hai chục ngàn năm trái banh trở về ký ức tuổi thơ. Rồi ngã thôi. Đây, gian hàng ném banh lon.
trở về trời ơi, ký ức tuổi thơ. Em nhiêu một cái đó là bao nhiêu một rổ? Rồi cho anh một rổ. Hai chục. Hai chục một rổ. Đây có chai nước ngọt. Coi cái bịch luôn đi. Rồi cảm ơn nhiều. Em chơi em cho anh quay cái coi em. Lấy chị. Lấy quà con, đúng cái nào lấy quà đó ha. Rồi cảm ơn em trai. Đây coi em gái đánh nha. Em gái màu đen. Hai con. Cho chú quay cái coi, cho quay chị này coi. Đợi tự nhiên á, đừng có canh là khó vô lắm. Để chú quay vlog kìa. Gì quá rồi đó. Xem nào dễ thì chơi, khó thì coi, không sao nào. Số trùng số 3, một rổ đầu tiên đặt tiền lại đó, xuôi đặt tiền lại đâu, 2 3 4 4 chỉ tốn một lần tiền không nào, nên chị ba mình ơi. Chị nhiều bạn ạ. Đây trò chơi ném bánh. Bao hàng luôn đặt trả thì lại không sợ mất tiền. 20.000 năm trái banh. Đây con mấy đứa này đã thấy. Để em để đây nha. Thấy nào cũng được á phải không? Em phải không? Đây. Ý sao hay vậy? Thằng bé này thấy vô rồi nè. Có bia hả? Đây thấy nha, thấy vô chỗ bia nha. Rồi chặt lắm. Cho nước ngọt đi. Trời ơi. Chặt lắm xong. Đây. Cho trà ô long nha. Trà ô long. Rồi cho em đó đi. Đây là thành phẩm từ nãy tới giờ. Bây giờ cái gì đây? Cho xì tin nha. Xì tin. Giờ tới chai xì tin. Rồi, kêu chị.
nhé. Dạ, nói gì? Nói con gấu gì nè. Được nổi chơi tiếp không? Chủ yếu là chơi à, chứ không có lấy quà. Nổi chơi nữa không? Được không? Đây, con mèo, con thỏ. Con thỏ. Quay gần xong rồi 1 phút nữa à. Quay 1 phút gian hàng. 1 phút nữa à, xong rồi. Giờ nó quay quần áo. Giờ nó qua quần áo nè. Giờ là mua quần áo. Quần sầu riêng giá cũng 35.000 đồng, sầu kaki cũng 35, váy đầm cũng 35, áo sơ mi cũng 35, áo thun cũng 35, tất cả đồng giá 35.000 đồng một cái chỉ có 35.000 đồng. Rồi bé trai cũng 35, mà rồi bé gái cũng 35, số nhỏ cũng 35. Đó là nhiều. Phẩm phong thủy như đá phong thủy, hồng cốc, tỳ hưu mang tài lộc và may mắn đến cho gia chủ. Trân trọng cái lời quý vị đến với thế giới.